Ngân hàng Aozora Nhật Bản trao 5 triệu yên, tương đương với 45.000 USD cho Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật, nhằm ủng hộ quỹ vaccine của Việt Nam. Thưa quý vị khán giả, Ngân hàng Aozora Nhật Bản đã trao tượng trưng số tiền là 5 triệu yên, tương đương với 45.000 USD cho Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật, nhằm ủng hộ quỹ vaccine của Việt Nam. Tại buổi tiếp nhận, Giám đốc Ngân hàng Aozora ông Ito Takeshi đã đánh giá rất cao ý tưởng thành lập quỹ vaccine ngừa Covid-19 của chính phủ Việt Nam. Đồng thời, ông cũng hy vọng sự đóng góp từ phía Ngân hàng Aozora sẽ giúp Việt Nam kịp thời bổ sung nguồn vaccine Covid-19 đến với người dân. Đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản đã trân trọng cảm ơn Ngân hàng Aozora đã tích cực hưởng ứng lời kêu gọi ủng hộ quỹ vaccine Covid của chính phủ Việt Nam, cho rằng đây sẽ là một trong những động lực quan trọng để giúp chính phủ Việt Nam đẩy nhanh công tác tiêm chủng và sớm kiểm soát được tình hình dịch bệnh Covid-19 đang có chiều hướng diễn biến rất phức tạp tại một số địa phương của Việt Nam trong thời gian gần đây. Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản cũng đã hướng dẫn Ngân hàng Aozora chuyển khoản trực tiếp số tiền ủng hộ vào tài khoản công khai của quỹ vaccine